Alo, em có chào tất cả các bác nha. Hôm nay anh em, bọn em là đi ăn đêm này. Ra đây kiếm xem có gì ăn không này. Nghe khó khăn lắm các bác. Thế rồi. Đây, quê em lại lo mò ăn đêm rồi. Chưa biết kiếm được gì hay không rồi. Được con nào em ơi? Bây giờ được không? Không được đâu. Quê em chỉ đi phượt đêm thôi, còn không phượt ngày. Không biết là kiếm được gì ăn hay không đây. Bắt chưa? Được con nào chưa? Không, chiều đi, thoải mái đi, lấy đâu ra mà. Không bắt đâu. Không được con nào đâu. Giờ mới câu này, cá đêm này thì lấy đâu ra được ăn nhỉ? Gì thế? Nghe hơi giận giận người rồi đấy. Hai cái cỏ này còn trơ lại lợi cái rác không đấy rồi nay mà không được con nào này đấy. Đỡ nhảy kìa, cá nhảy kìa. Đấy, xem và xem là có gì không nè. Anh em nó mò đen đêm này đấy. Trên quê em chỉ thế thôi. Sáng tối chỉ muốn là kiếm cái đồ nhậu thôi. Đồ nhậu là đồ rừng luôn nha. Bên làm cái xóm này nói to quá. Cây em sáng, sáng chưa? Ơ, có gì nhắm chưa? Đang chuẩn bị đây là cái đồ ăn đang vào bếp bếp này. Ôi giời. Thế nào? À chưa, mì tôm à? Mì tôm này. Đây này. Trứng này. Thế này còn cả bánh mì nữa kìa. Chưa. À chưa, ớt này. Chưa. Đây, đi kiếm được mùi này. Đấy, một nồi. Đấy, ôi trời. Được chưa?
Nó quay. Đấy. Thấy chưa? Mày đi ăn nhá. Tốt nha. Mày đi ăn nhá. Đấy, thấy chưa? Qua thử này. Mèo qua thử này. Đấy, đấy. Mèo qua này. Họ là canh dầu nhưng mà ăn nó là có tầm cay đúng không? Đây, nói thật mấy anh nha. Đây là trứng gà rừng thế này. Một tour đi ẩm thực ban, đi săn ban đêm đấy này. Đó là săn ban đêm. Mấy ông con đi săn ban đêm này. Cái chai rượu kia mà. Ừ. Cái rượu to ấy. Rồi. Còn nhà anh em vào xem nhớ like và chia sẻ hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Kênh người Vlog Phú Thọ. Bao nhiêu anh em nhá. Mấy anh em đây. Ui trời ơi, đây. Đi kiếm được mùi này. Đây này, đấy. Mùi này. Một nồi. Đó, ôi trời. Thấy chưa? Nó quay. Nó quay. Đấy. Thấy chưa? Mày đi ăn nhá. Tốt nha. Mày đi ăn nhá. Đấy, thấy chưa? Qua thử này. Mèo qua thử này. Đấy, đấy. Mèo qua này. Họ là canh dầu nhưng mà ăn nó là có tầm cay đúng không? Đây, nói thật mấy anh nha. Đây là trứng gà rừng thế này. Một tour đi ẩm thực ban, đi săn ban đêm đấy này. Đó là săn ban đêm. Mấy ông con đi săn ban đêm này. Cái chai rượu kia mà. Ừ. Cái rượu to ấy. Rồi. Còn nhà anh em vào xem nhớ like và chia sẻ hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Kênh người Vlog Phú Thọ. Bao nhiêu anh em nhá. Mấy anh em đây. Ui trời ơi, đây. Đi kiếm được mùi này. Đây này, đấy. Mùi này. Một nồi. Đó, ôi trời. Thấy chưa? Nó quay. Nó quay. Đấy. Thấy chưa? Mấy anh em nhá. Tốt nha. Mấy anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Qua thử này. Mèo qua thử này. Đấy, đấy. Mèo qua này. Họ là canh dầu nhưng mà ăn nó là có tầm cay đúng không? Đây nói thật mấy anh nha, đây là trứng gà rừng thế này. Một tour đi ẩm thực ban, đi săn ban đêm đấy này. Đó là săn ban đêm, mấy ông con đi săn ban đêm này. Cái chai rượu kia mà. Ừ. Cái rượu to ấy. Rồi. Còn nhà anh em vào xem nhớ like và chia sẻ hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Ủng hộ anh em nhá. Kênh người Vlog Phú Thọ.